Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc sọ cạc đến từ thương hiệu Antelope. Chiếc Antelope Gen Q. Màn hình cực kỳ đẹp đúng không? Chiếc Gen Q này thì nó sẽ có cùng phân khúc với lại dòng Apollo Twin Twin X ấy. Nó cũng sẽ có hai cổng micro và nó còn thêm hai cổng guitar phía trước nữa. Nó có tận 2 headphone. Antelope là một thương hiệu rất là chiều người dùng ở khoản trang bị về kết nối, rất là đầy đủ và thoải mái. Dòng Discreet 4 nó còn có tận 4 cổng tai nghe, có nghĩa là mình không cần phải dùng headamp. Nó được thiết kế bằng nhôm rất là đẹp, phay xước này, màu đen nhưng mà phay xước này, cầm rất là đẹp. Nó thiết kế đẹp thật. Dòng này thì nó sẽ chạy cái cổng Thunderbolt 3, 4. Đó, 3 hay 4 cũng được. Nó có hai bản, một bản Gen Q Thunderbolt 3 và một bản Gen Q USB Type-C. Đó. Thì cái bản mà Thunderbolt thì cái hiệu năng nó sẽ tốt hơn một chút so với lại cái bản USB Type-C kia. Không đáng kể đâu, tại vì USB Type-C nó cũng là 5GB trên một giây tối thiểu rồi. Nên là cũng không hề kém. Đây, cái trước này làm rất là đơn giản nhé, rất là đơn giản nhưng mà nó đẹp đúng không? Rất là đẹp luôn này. Có các cái nút chức năng này, logo này. Đây, kêu tạch tạch này, thích không? Đấy, cũng bấm này, nút là chỉnh gain đầu vào này, các cổng 1, 2, 3, 4 này. Đây là chỉnh volume này và cái setup. Đây này, nó có cái chip xử lý converter của nó là dòng cao cấp của cái hãng này và nó cao cấp nhất hiện nay cùng so với các hãng sao cả khác. 64 bit, thông thường để tức là cái cổng quốc clock ấy, những cái thiết bị cao cấp mà chạy quốc clock ấy thì nó với dùng đến thì của Antelope mới có đến 64 bit, còn của các hãng khác nó chỉ 24 bit thôi, cùng lắm là 32 bit là cùng, nhưng mà của Antelope luôn luôn là khủng khiếp như vậy. Cái chip xử lý mà nó xịn như thế này này thì nó sẽ đảm bảo yếu tố là âm thanh của mình nó ít bị biến dạng nhất và nó sẽ chuẩn xác nhất khi mà mình làm việc, mình sử dụng nó, mình thu âm, tức là xuất tín hiệu vào tín hiệu ra của nó là chuẩn nhất. Chip càng xịn thì càng chuẩn, mà giống như là CPU của máy tính ấy, mà chip nào ngon thì render ra nó mới mượt đúng không, còn mấy cái chip cũ cùi cùi thì có thể cà giật. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy này, đây là nó có hai cổng đầu vào cho micro và có thể cắm line vào đây luôn được. Nó là combo. Đấy. Và cái đầu vào của nó này thì có thể insert luôn được plug-in của hãng vào. Không phải là một cái mà có thể là insert cả nhiều cái, nhiều đến 8 cái plug-in cho một kênh. Và plug-in của Antelope này cũng rất là hay. Lát nữa mình sẽ nói sau. Đây, cổng monitor này và line out này. Monitor ra loa rồi layout thì mình có thể line ra một thiết bị khác nữa. Đây có SPDIF này, hỗ trợ in out, có ADAT này. ADAT in này thì mình có thể hỗ trợ cắm cái preamp 8 kênh vào thì sẽ được thêm 8 cổng nữa. Và cổng kết nối với máy tính này. Phía trước có hai cổng headphone và hai cổng cho dành riêng cho guitar. Antelope này. Audio. Từ những cái dòng Gen này, Gen Q, Gen Go, rồi Gen Tour, Syncore này, nó đều là Syncore hết nhé. Syncore là cái dòng thế hệ mới. Thực ra về cái mặt bản chất, về mặt âm thanh thì nó gần như là giống hệt so với những cái bản mà Premium trước đây. Đó. Ví dụ như là Gen Tour thì có Tour MK1, tức là Gen Tour và Gen Tour Syncore, là bản Syncore là bản mới ra. Thực chất là cái âm thanh cũng sẽ giống, gần như là giống nhau hết. Nó chỉ khác nhau về cái chữ syncore này. Syncore này nó chính là cái việc mà người ta bổ sung nhiều cái số lượng chip xử lý plug-in vào cái sọ cạc này hơn so với bản cũ. Và khi bổ sung nhiều cái chip xử lý và đều đó vào ấy thì nó sẽ sản xuất một vài, nó đâu đấy khoảng độ 5-7 cái plugin dành riêng cho bản syncore này. Và bản syncore thì chỉ được hỗ trợ là 35 plugin thôi. Chính xác là 37 plugin. Đó. Còn lại là mình phải mua.
Đấy, còn những cái bản mà trước ấy, thì là nó được full plugin của hãng luôn, đi kèm cả cái iPick 2 để mình có thể add vào phần mềm để mình dùng cái plugin của nó để mình mixing. Cái bọn này nó cái control của nó rất là khủng khiếp. Cái control của nó có thể làm mọi thứ ở trên cái đấy, không phải là mình cứ phải là cắm rắc nọ rắc kia đâu, mà nó có thể khai báo luôn ở trên phần mềm được, mà mình không cần phải dùng đến rắc cắm, nó cũng sẽ có thể chuyển đổi tín hiệu được từ cổng này sang cổng kia các thứ. Mình có thể ao ngược cái, kể cả mà mình có thể ao ngược cái tín hiệu từ máy tính vào đây, sau đó là mình có thể mic trực tiếp ở hai cái cổng input đầu vào này, mình cho nó vào ngược lại cổng này luôn chứ không cần cắm nhá, cho ngược lại cổng này vào cổng này và sẽ mic bằng plugin của nó ở trên mọi phần mềm được luôn. Đó, rất là bá đạo. Nếu mà những cái bản mà cao hơn như cái bản mà Zen Tour, rồi là những cái bản Discrete 8 Pro này, hay là bản Studio Orion các thứ ấy trở lên đấy, những cái bản cao cấp nhất ấy, thì các bạn nó mở cái bảng control của nó ra thì hoa mắt luôn. Tức là với những người mà lần đầu tiên mà va chạm vào nó thì cực kỳ là khó để mình có thể sử dụng được. Tức là mình phải đọc sách đấy, mình phải tìm hiểu rất là khó. Tuy nhiên là chính vì là nó quá nhiều tính năng như thế thì đến lúc mà mình mà nắm được, mình biết rồi thì mình làm sẽ rất là nhàn, mình sẽ can thiệp được mọi thứ ở trên cái bảng control đấy. Hay lắm. Bọn này thì converter, cái chip của nó này, cái chip của nó lấy từ những cái sản phẩm cao cấp nhất của hãng rồi, nên là bọn này convert nó khủng khiếp lắm. Các bạn có thể nghe được nhiều chi tiết hơn so với lại những cái sản phẩm của hãng khác cùng tầm giá. Đó. Cái này thì phải nghe trực tiếp nhé. Nghe trực tiếp thì mình sẽ thấy mình đang dùng một cái sao cả khác. Ví dụ như mình đang dùng một chiếc Apollo chẳng hạn thế. Đó. Sau đấy là mình cắm sang cái chiếc Gen Q này và mình nghe. Thì mình sẽ thấy nó... Đây, Apollo đây. Làm nào để cho nhìn thấy được hết nhỉ? Đây. Nó dài hơn, tức là nó hình chữ nhật hơn, còn con này thì nó là như cái bánh trưng hình vuông ấy. Đó. Đây. Apollo còn ít cổng hơn, chỉ có một cổng guitar, một cổng tai nghe thôi. Còn các cái cổng khác này thì giống nhau. Đó. Và cái màn hình của nó cũng rất là đẹp, màn hình nó sắc nét lắm. Đây, cái màn hình to như thế này, màn hình này chắc cũng phải 4-5 inch gì đấy, chứ không nhỏ đâu. Mấy cái kia thì làm gì có màn hình như này, nó chỉ có cái đèn báo nháy nháy thôi chứ không có màn hình. Đó. Đây là một chiếc Antelope. Nói chung ấy là những cái sản phẩm là một cái thương hiệu rất là hay, mình đã cho bạn bè của mình sử dụng hoặc là khách hàng của mình sử dụng thì đều thấy là nó khác biệt, nó cực kỳ hay. Tất nhiên là mình sẽ không thể bắt người dùng phải dùng cái này nó mới hay hay dùng cái kia nó mới hay được, các bạn sẽ tự cảm nhận thôi. Đó, thì khi các bạn dùng thì các bạn sẽ cảm nhận thấy là nó chất lượng như thế nào. Tức là các bạn sẽ được nhiều hơn cái số tiền mình bỏ ra nếu mà so với các hãng khác. Đó, phần cứng thì rất là xịn rồi đúng không, phần mềm thì cực kỳ là đa dụng. Đó. Cái chiếc này thì nó đang có giá qua sử dụng khoảng độ 20 triệu. Ví dụ như chiếc này, Line New này, đó 20 triệu. Mua mới thì nó cũng bằng mấy con kia, nó sẽ khoảng độ 30 triệu. Đấy. Rồi. Đây là một sản phẩm rất đáng để tham khảo trong tầm giá này với các bạn mà dùng kết nối ít thiết bị, chỉ cần cắm mic qua và di chuyển nhiều chẳng hạn thế. Đẹp không? Full book hẳn hòi nha. Rồi, chào các bạn.